Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với kênh Mèo Vật 789, kênh chuyên chia sẻ về những mèo vật hay và hữu ích trong cuộc sống. Hôm nay Mèo Vật 789 sẽ giới thiệu được các bạn cách làm một trái tim bằng tăm có sử dụng đèn LED. Đèn LED đây mình sử dụng đèn LED, cái dàn đèn LED thông thường mà chúng ta hay giăng lên cây đào hay ngày Tết ấy. Đầu tiên các bạn cần chuẩn bị cho mình hai hộp tăm để chúng ta đủ để có thể làm được cái trái tim đó. Thứ hai là keo 502. Keo 502 các bạn nhớ mua keo 502 cái loại của Thuận Phong sản xuất, của cái có cái hình mặt bàn này trên đây này, thì cái loại này nó mới dán tốt được. Tiếp theo là 1 đến 2 dàn đèn nháy, có lẽ là 2 dàn, phải cần 2 dàn mới đủ được. Thứ ba là dao dọc giấy. Đây. Thứ tư là kéo. Thứ năm là bút viết. Thứ sáu là một tờ giấy đúc, tờ giấy học sinh ấy. Và thứ bảy là một tấm bìa các tông. Tấm bìa này các bạn có thể lấy trong thùng mì tôm hoặc các thùng đựng đồ chứa nơi quán tạp hóa. Thì bây giờ chúng ta tiến hành vào làm. Thì trong cái video này, trong cách làm này mình sẽ sử dụng, mình sẽ chia ra thành hai video. Một video mình sẽ hướng dẫn về cách làm cái trái tim và gắn đèn LED. Và video thứ hai là mình sẽ hoàn thiện và gắn đèn LED trang trí cho nó hoàn thiện cái chiếc trái tim. Thì phần đầu này chúng ta các bạn đầu tiên sẽ sử dụng tờ giấy này. Đấy, tờ giấy đúc nhé. Sau đó chúng ta phác họa thành hình trái tim. Phác họa thành hình nửa hình trái tim. Các bạn phác họa này thành nửa hình trái tim. Thế sau đó các bạn cắt ra để lấy hình trái tim đó. Đây mình làm nhanh để cho các bạn tham khảo thôi. Còn mình đã cắt sẵn rồi. Đây, mình đã được một hình trái tim. Sau đó các bạn ướm lên cái bìa cắt tông này. Đấy. Các bạn vẽ theo cái viền của cái trái tim này xung quanh hình trên cái nền cắt tông. Mình lần này mình thiết kế là trái tim đôi. Thì đây ta mới vẽ được một trái tim thôi. Các bạn ghép nửa trái tim này đây sang bên đây để được thành hình trái tim đôi. Đây, ghép đúng giữa này nhé. Sau chúng ta vẽ tiếp. Vẽ tiếp thì sau đó là nó được như thế này. Mình đã cắt sẵn. Đây, trái tim nguyên đây. Sau đó chúng ta ghép tiếp một nửa sang bên đây là nó thành trái tim đôi. Đấy. Sau khi các bạn đã vẽ được lên cái bìa cắt tông này rồi thì các bạn dùng dao dọc giấy này, các bạn chích vào từng phần cái nơi ta vẽ đó. Cứ thế ta cắt lần lượt cho đến lúc khi nào mà được ra trái tim thì thôi, là nó được như thế này. Đấy. Cái phần làm khuôn hình thì chúng ta đã làm xong. Thì tiếp theo chúng ta sẽ làm các cái khối bằng tăm để ta gắn vào cái hình trái tim đó. Thì khối bằng tăm đây mình sử dụng là 7 que một khối. Đây, cứ 7 que một khối. Thì các bạn là đây, ta lấy tăm ra. Tăm này các bạn lấy 7 que ra, 2, 4, 6, 7. 7 que các bạn lựa những que đều nhau nhé. Những que nào mà không may nó bị lỗi thì chúng ta vứt nó đi. Thì ta cho một cái que ở giữa lên trên đầu tiên. Đây, đầu tiên đây. Sau thế cứ đi theo cái hình bậc thang. Mỗi bậc thang, mỗi que cách nhau khoảng tầm 2mm. Đấy. Bên còn lại các bạn cũng ướm tương tự như vậy.
cũng cách nhau 2 mm. Đây, nó sẽ ra khinh như thế này. Thì sau đó chúng ta cầm chắc trên tay và nhỏ keo vào. Làm cái khối này khá lâu đấy. Đấy, đã được một khối. Thì các bạn cứ thế tiếp tục làm. Làm cho nó khi nào nó hết được một hộp này, một hộp tam như thế này, là coi như là gần đủ trái tim à. Đây, làm tiếp tục các khối như thế. Sau khi được những cái khối như thế này rồi, làm hết một hộp khối như thế này rồi, thì chúng ta tiến hành đánh dấu các cái khối này. Để sao lấy lúc ta đánh dấu như thế này. Đây, đây là cái que mình làm chuẩn, làm chuẩn để mình đánh dấu. Thì đánh dấu là sao, chúng ta lấy cái mức đánh dấu là như thế nào. Đây, trái tim mình sẽ gắn vào như thế này, xung quanh thành trái tim mình sẽ để độ cao tầm như thế này. Đấy. Thì sau đó chúng ta đánh dấu, lấy bút chúng ta đánh dấu cái mép trên này này. Đánh, cứ đánh một cái chuẩn đi. Xong sau đó chúng ta lấy các cái khối khác để lấy cái khối khác để chúng ta ướm theo cái cỡ chuẩn. Đây, các bạn ướm cái que cái đỉnh này. Chứ cái phần dưới này, những cái que này nó chênh lệch một ít không quan trọng. Cái phần đỉnh nó bằng nhau này. Sau đó ta cũng đánh dấu lại. Đây, cứ đánh dấu lại như thế này. Hai que bằng nhau. Sau khi đánh dấu chúng ta được như thế này. Cái nào đánh dấu được mức này cả. Đây. Đó. Đánh dấu để khi ta gắn vào đây, độ cao của các que nó bằng nhau thì cái độ thẩm mỹ nó cao hơn. Chứ nếu chúng ta để gắn chừng thì nó sẽ không được đẹp. Thì bây giờ các bạn đã làm xong một cái khối như thế này à, rất là nhiều đó. Và đã đánh dấu xong rồi. Thì bây giờ chúng ta tiến hành gắn vào cái trái tim này. Gắn vào trái tim này chúng ta cứ theo dấu này mà gắn thôi. Đây, các bạn đặt sao cho nhìn sao cho nó góc vuông. Đấy, rồi có đầu ta gắn keo vào. Gắn keo cố định các cái khối này vào. Đây, mình đã gắn xong một cái khối đây. Nó như thế này. Thế là cứ lần lượt, bây giờ lần lượt từng khối một ta cứ thế ráp vào. Đây, cũng theo cái dấu đó. Cái dấu đây. Cái dấu này chúng ta sẽ để lên cái mép trên của cái trái tim này. Đây, cứ thế là ta gắn. Gắn đến khi nào kín được hình trái tim này thôi. Sau một thời gian chúng ta đã gắn cái viền xung quanh thì trái tim của mình nó được như thế này. Đấy. Cái phần này là phần của mình đã làm trước. Còn nếu gắn viền xung quanh mình nói các bạn là nó sẽ như thế này theo cái viền ở đây. Và bây giờ chúng ta tiến hành là gắn ngăn đôi cái trái tim này ra để tạo thành trái tim đôi. Nếu muốn gắn được cái này thì các bạn phải cắt các cái khối này. Cái khối mà chúng ta đã đánh dấu từ lúc đầu ấy. Đây, cái khối như thế này. Chúng ta sẽ cắt ngay cái chỗ mình đánh dấu luôn. Các bạn cắt sao cho đủ được cái viền như thế này thôi. Một đấy thôi. Là được những cái khối như thế này. Đây, mình đã cắt sẵn. Và sau đó cứ thế chúng ta đặt lên cái đường mà chúng ta đã vẽ sẵn ấy. Cứ đặt lên rồi gắn keo vào. Ở đây mình đã gắn sẵn một đoạn. Thì còn một cái nữa mình gắn cho nó hoàn thiện luôn. Coi như là cái phần viền chúng ta gần như là xong. Còn nếu như trong quá trình gắn, kể cả mép bên ngoài hoặc là mép bên trong như cái này mình đang gắn, mà nếu có không may bị vênh, bị xanh sang bên trái hoặc bên phải ấy, thì các bạn nên chỉnh sửa ngay lúc đấy. Không nên cho các cái tâm sát lại với nhau. Nếu như bị vênh thì chúng ta cứ dựng đứng cái tiếp theo cho nó đứng thẳng lên. Còn nếu ở giữa một cái tạo ra kẽ hở
thì chúng ta chép thêm một cái tăm ở giữa, một cái thôi, là nó sẽ kín cái viền xung quanh của mình. Ví dụ như mình đang nói cái này đi, đây, ở đây cái này nó bị nghiêng, thì mình cho cái này đứng thẳng, nó hở một nấy, thì chúng ta bẻ cái tăm, chúng ta cho xuống cái này, là nó kín được cái hở, cái hở. Mà trong khi đó chúng ta nhìn tất cả một loạt như thế này nó đứng thẳng, nó vẫn thẩm mỹ hơn, đúng không ạ? Ở đây, mình gắn như ví dụ như đây, mình gắn điểm cuối như cái đoạn này. Nếu như chúng ta bỏ một khối này vào thì nó sẽ thừa. Thì chúng ta bẻ bớt tăm đi, bẻ hai bên cũng được mà bẻ một bên cũng được, quan trọng miễn sao cho nó vừa. Này, mình vứt hết hai cái hai bên nhá. Sau đó chúng ta ướm vào, nếu vừa chúng ta gắn vào, mà không vừa bẻ tiếp, miễn sao cho nó kín là được. Còn đây, đây cái này nó đang bị hở ở giữa, thì chúng ta cho thêm cái tăm vào cũng được, ở đây kẻ giữa này, để cho kín. Thì bây giờ mình sẽ gắn cái cuối cùng này cho nó hoàn thiện nha. Làm cái này thì các bạn cứ tính ít nhất là hết hai hộp tăm, hai bê keo 502 như thế này, hay cái lọ keo 502 như thế này, và hai dàn đèn nháy, hai dàn đèn nháy, cái loại đèn nháy led, loại đèn nháy led như thế này. Số bóng của nó tổng cả cái dàn như thế này khoảng tầm 60 bóng. Thì lát nữa mình nói đến cách làm đèn led. Đây, sau khi chúng ta đã gắn xong cái viền xung quanh như thế này và cái viền trên nên mình vừa hướng dẫn các bạn ấy, là cắt các cái khối này ra xong gắn vào, đấy, là đã được như thế này. Cơ bản là hoàn thiện là được như thế này. Đấy. Bây giờ tiếp theo, cái bước tiếp theo chúng ta sẽ làm bên phần đèn nháy, đèn led, để chúng ta gắn vào cái trái tim này. Thì ở đây thì tùy theo ý thích của các bạn có thể phối màu của các đèn nháy lại với nhau cho nó đẹp. Thì ở đây mình sử dụng hai màu khác nhau, đó là màu tím và màu xanh lá cây. Thì các bạn có thể làm màu đỏ, màu vàng hay tùy các bạn, cái loại dàn đèn nháy một màu hoặc nhiều màu cũng tùy các bạn. Thì bây giờ như dàn đèn nháy bình thường như thế này, các bạn hãy cắt cái đoạn này ra. Đây, nhớ cái đoạn này nhé, không đến lúc các bạn nhiều khi khó hiểu cái đoạn này ấy. Từ cái cục điều khiển này đến bóng thứ nhất, đến bóng thứ hai, đây, các bạn cắt ngay ở đoạn đây, đây hai bóng đây, cắt ngay đoạn giữa, dùng kéo ta cắt đi, cắt ngang luôn, cắt như thế này là được cái cục như thế này, có hai bóng ở đây, đấy. Tiếp theo đến đầu cuối, cái đầu cuối của bóng nháy ấy, là nó có một bóng như thế này, mạnh dạn lấy kéo cắt luôn cái bóng này đi, cắt vứt đi, vứt cái bóng này đi, còn lại một đoạn giữa không có cục điều khiển nhé, các bạn lựa ra, lựa tất cả mỗi dây lại riêng lẻ với nhau. Thì nếu riêng lẻ ra với nhau thì như mình đây, đây là dàn màu tím đây, nó sẽ có hai cái dây thông như thế này và hai dây đèn như thế này, cứ mạnh dạn là đây nó riêng lẻ nhé, những dây nó riêng lẻ với nhau. Đây là hai dàn màu tím và một cục điều khiển này này của nó đây, có hai bóng mình để trừ ra nhé, để lúc chúng ta đấu nó dễ. Và hai dây của dàn là dàn màu xanh lá, hai dây trắng của nó đây và cũng được cái cục điều khiển đây. Sau khi đã làm được như thế này rồi, chúng ta bắt đầu là tiến hành gắn cái đèn led này vào trong cái trái tim. Thì cách phối màu của mình là mình sẽ cho cái trái tim nguyên này này, nó sẽ sáng thành màu tím, còn trái tim nữa này sẽ sáng màu xanh lá. Thì màu tím đây mình sẽ bắt đầu gắn. Các bạn gắn lần lượt từng bóng một vào từng cái kẽ giữa, ngăn cách giữa hai cái khối tăm này này, đây như kẽ này, kẽ thấp này, đây một cái, đây một cái, đây một cái, đây cái nữa, đây đó. Thế bây giờ ta sử dụng keo 502, thì các bạn đặt đến này, đặt bóng led đứng thẳng vào đúng cái kẽ đó. Đấy. Sau đó dùng keo chúng ta gắn lại, gắn lại thì cái đầu, hai cái đầu dây điện này cuối cùng này các bạn cứ để đó. Trong phần 2 mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách các bạn nối dây điện
cho nó nhánh. Đấy, được bóng. Tiếp tục bóng thứ hai mình gắn tiếp. Hoặc các bạn có thể thích trừ hai mắt, hai khối các bạn gắn một bóng nháy cũng được. Không sao cả. Miễn sao ý thích, các bạn thích màu gì các bạn gắn màu đó. Còn cách đấu thì nó như nhau. Đến phần 2 mình sẽ nói rõ hơn về cách đấu. Cái keo này nhiều khi gắn bóng nháy này nó quá khó. Đây các bạn nhỏ keo vào đây cho nó tính chết lại. Thực ra dàn đèn nháy này nó bao gồm, cứ mỗi dàn đèn nháy là bao gồm 2 giây sử dụng đèn led nối tiếp lại với nhau. Thì nếu như chúng ta đưa lệnh vào nó cho nó sáng thì tất cả nó sẽ sáng cùng lúc. Trên một giây này nó sẽ sáng cùng lúc, còn nối tiếp thì nó sáng cùng lúc. Nên mình sẽ thiết kế trái tim là nháy đảo đi đảo lại, đảo đi đảo lại, từ trái tim nữ sang trái tim nguyên. Đây, như mình đã gắn hai bóng này đây, các bạn có thể thấy đúng vào hai kẽ nha. Tiếp tục bóng thứ ba, cứ thế chúng ta gắn khi nào mà nó hết cái viền trong của trái tim này. Các bạn chú ý là gắn đúng vào cái kẽ đó, chứ nếu lệch sang phải hoặc lệch sang trái, đến lúc chúng ta thắp bóng đèn lên nhìn khoảng cách các bóng nó không đều nó sẽ xấu, không được thẩm mỹ cho lắm. Chúng ta nhớ là khoảng cách đều như thế này, cứ thế. Đây, sau một thời gian nói chung là cũng khá lâu đấy, mình đã gắn xong được cái phần đèn của bên trái tim nguyên. Đây, phần đèn này mình sử dụng là đèn màu tím như lúc đầu mình nói. Cứ lần lượt các bạn gắn xung quanh này, khi nào hết cái dây đầu, đây là một dây này, mỗi dàn nó có 2 dây, đây là một dây, đây là dây thứ hai, thì ta cứ từng bóng một để cái đầu của nó đây, từng bóng một các bạn gắn cho nó hết cái mép này, đến khi nào đến đầu dây cuối của nó đây, hết cái đầu cuối này chúng ta bắt đầu lấy tiếp bộ cái dây thứ hai của nó gắn tiếp theo luôn. Cứ thế đi, đi đến đầu cuối. Đây là cái trái tim mình làm cái cỡ nó vừa luôn với cái số bóng ở đây, là nó không thừa một bóng nào hết mà nó vừa luôn. Còn nếu như trong trường hợp các bạn mà thừa thì các bạn cứ để đầu thừa ra, ví dụ như thừa 5-10 bóng cứ để nguyên trong đây. Đến phần 2 mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm sao cho nó vừa, chứ các bạn đừng cắt đi, miệng nó tròn là trái tim này được rồi. Thì bước tiếp theo chúng ta sẽ gắn cái phần bóng xanh lá cây. Mình lựa bằng bóng xanh lá cây đây, nó cũng có 2 dây như thế này. Chúng ta sẽ gắn vào cái mép bên cái trái tim, cái trái tim này là trái tim nữa. Thì các bạn gắn tất cả vào cái mép bên trong này, kể cả cái hàng này cũng gắn vào. Đấy, xung quanh luôn. Bây giờ chúng ta cứ tiếp tục cũng như thế, cũng lần lượt từng bóng gắn. Hết dây này ta đi dây khác, cứ thế gắn tiếp nha. Đây, vẫn đi theo cái quy luật cũ, vẫn như thế chúng ta gắn vào cái kẽ này đây. Cứ thế ta gắn vào. Các bạn đặt sát cái bóng led xuống tận đáy này, cái chân bóng led này là các bạn đặt sát xuống đáy này để cho nó đồng đều. Tất nhiên là nó cũng có lệch nhưng mà nó không đáng bao nhiêu cả, thì lúc chúng ta sẽ nhìn đều hơn. Ví dụ đây các bạn nhìn đây, đấy rất là đều đúng không. Bây giờ chúng ta gắn màu xanh. Sau khi các bạn đã làm xong, gắn xong cái phần bóng đèn ở bên cái phần trái tim nữa này, thì trong cái phần trái tim nữa này chắc chắn các bạn sẽ thừa bóng. Đây, như mình gắn thừa nấy bóng đây, thì các bạn cũng đừng nên cắt, vẫn cứ để nguyên như vậy. Đấy, chút nữa là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cất cái bóng này ở đâu. Và các bạn nên nhớ là cái đầu để ra như thế này nha. Đây là đầu này, đi một vòng ở đây này là ra đầu cuối nó đây. Sau lại hết cái đầu cuối của dây này, các bạn tiếp tục có cái đầu mới này của cái dây mới, các bạn gắn tiếp tục cho lúc nào đến kín đến đây thôi, thì là mình thừa như thế này. Đấy, thì do nội dung làm cái trái tim này nó quá lâu, quá dài, nên mình đã cắt video này thành 2 phần. Phần 1 thì mình đã hướng dẫn các bạn cách gắn các khối tâm và gắn vào trái tim như thế này, được như thế này.
Đấy. Còn sau đây thì xin mời các bạn xem tiếp phần 2 để mình hướng dẫn các bạn hoàn thiện cái chiếc trái tim này. Đấy, hoàn thiện lại và cách đấu bóng đèn LED luôn. Đấy. Thì xin mời các bạn xem. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với phần 2 của cách làm trái tim bằng tăm có sử dụng dàn đèn LED thông thường. Đấy. Thì trong phần 1 mình đã hướng dẫn các bạn làm được một cái trái tim như thế này rồi. Thì bây giờ phần 2 này, đi vào phần 2 này có lẽ mình nói là nó cũng cực kỳ là công phu đấy. Thì theo như cách thiết kế của mình thì cũng tùy theo từng bạn cách thiết kế nha. Nhưng phần 2 này thiết kế của mình sẽ làm một trái tim nhỏ ở đây bằng tăm. Ở trên đây mình sẽ viết ngày mùng 8 tháng 3. Ở đây mình sẽ làm một bông hồng. Đấy. Sau đó mình phủ một lớp nền xuống để cho nó lấp dây điện các thứ đi, cho nó thẩm mỹ. Thì để làm được như vậy thì lần đầu tiên mình xin hướng dẫn các bạn làm một cái trái tim bằng tăm như thế này. Nó hoàn toàn bằng tăm nhé. Thì đầu tiên các bạn muốn làm như thế này thì các bạn lấy tăm. Các bạn lấy tăm các bạn cắm xuống cái nền này này. Để các bạn lấy đo lấy cỡ. Thì các bạn lấy cái cỡ bằng cái cỡ của cái tăm thứ hai trong cái bậc thang này, này. Đây, đây cái tăm thứ nhất này này. Cái tăm thứ hai dưới đây. Đấy. Sau các đó các bạn bẻ một cái để làm chuẩn. Đấy. Tiếp tục cứ thế các bạn bẻ ra khoảng tầm nửa hộp tăm gì đấy. Cứ bẻ bằng cái cỡ như thế này. Thật nhiều lên. Sau khi các bạn đã bẻ được những cái phần như thế rồi thì các bạn để dàn đều cái này sắp bằng lại như thế này. Sau đó ta gắn keo lên đây thì nó sẽ được thành những cái khối như thế này. Đấy. Khối như thế này, sau đó tiếp theo là các bạn vẽ một cái trái tim lên một cái vỡ viết thông thường. Vẽ trái tim xong, các bạn lần lượt giống như mà đây mình đã làm sẵn ở đây, các bạn đặt lên cái nét vẽ của các bạn á, đặt lên nét các bạn đã vẽ bằng bút đó. Sau đó các bạn gắn keo lại, cứ thế lần lượt các bạn gắn xung quanh cho nó kín trái tim thì thôi. Xin nhắc các bạn một cái phần là ở nơi những cái điểm cong như những điểm đây thì các bạn làm cái khối này nhỏ hơn khoảng tầm 3-4 cái tăm để nó tạo độ cong nó tự nhiên hơn. Chứ nếu chúng ta làm một khối dài như thế này thì độ cong nó sẽ không đẹp. Đấy. Đó là phần mình thiết kế trái tim, mình chỉ nói sơ qua như thế để các bạn thiết kế. Còn sau khi mình làm video này, các bạn nếu có sáng tạo gì khác, các bạn có thể không làm cái này cũng được. Các bạn có thể kiếm một cái bông hoa to, bông hoa hồng hay cái gì thay cái này cũng được. Đó là mình nói sơ qua về cách làm này, chứ không thể nói chi tiết vì cái này làm nó cũng khá lâu. Đây, trái tim mình sẽ thiết kế đặt đây. Tiếp đến thì là bông hồng. Bông hồng đây. Bông hồng mình làm bằng tăm. Nó cũng tương tự như cách làm của cái trái tim này. Tăm cũng làm như thế. Và cũng vẽ lên đây. Và cũng gắn lên đây. Đấy. Nhưng làm sao để cho bông hồng nó lọt nó vừa đúng vào cái khe này. Thì đầu tiên các bạn phải ướm cỡ trước. Ướm cỡ trước thì các bạn đặt tờ giấy lên. Đặt cái trái tim này lên. Sau đó chúng ta lấy bút. Chúng ta vẽ cái viền xung quanh. Đây. Đây, còn cái phần cong này thì mình đặt trên này là thành phần cong. Đấy. Vị trí là cái phần chúng ta có thể gắn bất kỳ một cái gì trong đây cũng được. Có thể là tên này, có thể là ngày mùng 8 tháng 3 hay cái gì đó thì tùy các bạn. Là mình sẽ làm trong cái khung này. Thì như cách thiết kế của mình thì mình thiết kế làm bông hồng. Đây, bông hồng mình đã gắn sẵn. Và cách gắn bông hồng thì cũng như hình trái tim. Tương tự. Nếu bạn nào mà chịu khó công phu hơn thì làm. Còn không thì lát nữa mình làm xong hoàn thiện các bạn có thể sáng tạo cái khác. Sau khi đã làm được phần trái tim này rồi thì chúng ta tiến hành cắt nó sát mép luôn. Sát mép của trái tim luôn. Dùng kéo tôi cắt. Còn dụng cụ của cái phần 2 này thì nó cũng không cần chuẩn bị nhiều lắm. Cũng toàn là những cái đồ có sẵn trong nhà thôi. Và có thể chúng ta mua là tìm kiếm nó cũng rất dễ. Tiếp theo là bông hồng cũng thế, chúng ta cắt đi, cắt sát mép để lát nữa chúng ta bỏ vào trong cái trái tim nó được dễ dàng hơn.
Đây, thế là mình đã cắt ra được trái tim và bông hồng. Đấy. Trước khi các bạn mà bỏ cái trái tim và cái bông hồng này vào trong cái trái tim găm kia, thì đầu tiên các bạn hãy nối cái dây này trước, vì trong đây nó sẽ có một số đoạn đầu dây nó rất là ngắn. Cái khi chúng ta mà bỏ vào đây rồi thì rất khó là nối, khó nối lắm. Thì trong cái phần mà các bạn gỡ cái dây của trong cái dàn đèn nháy ra đó, thì có bốn loại dây, đoạn dây như thế này này, là dây thẳng, nó không có một cái bóng nào trong đây hết á, nó là dây thẳng. Thì chúng ta sử dụng ngay cái dây này luôn để chúng ta nối, nối dài ra đây. Đấy, sau đây các bạn nối, các bạn cắt một đoạn này khoảng tầm 4-50 phân gì đấy, 4-50 cm nhé. Cứ thế chúng ta nối. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nối nối đèn led luôn. Trong phần nối đèn led này thì chúng ta nối theo kiểu song song của hai cuộn dây khác nhau. Chúng ta lấy lọt phổ ra rồi. Đây, để bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách đấu dây điện. Như trong trái tim nguyên này, nó bao gồm có hai dây đèn led, bao gồm có hai dây đèn led tương ứng với bốn đầu ra. Đây, hai đầu đằng trước đây, hai đầu đằng sau đây của hai dây đó. Bây giờ các bạn lột vỏ của hai cái đầu này, hai đầu trước này. Giờ là lột vỏ ra, dùng bật lửa nó lột vỏ cho nó dễ. Quan trọng nhất là cái phần đấu led này, các bạn phải để ý cho nó chính xác. Không đến lúc là các bạn đấu bóng đèn nó sẽ không sáng đều nữa đấy. Đấu lệch là không sáng đều. Và tuyệt đối là không được cắt một bóng nào, trừ cái bóng cuối cùng mà mình hướng dẫn cái phần 1, nó là cắt cái bóng cuối cùng đi. Còn tất cả để nguyên. Đấy, sau khi đấu lại ta được như thế này, hai đầu thành một. Đấy, tiếp tục hai đầu dưới này. Đây, một đầu đây, đầu đây. Chúng ta cũng sẽ lột ra và đấu chập hai đầu này lại với nhau. Như cách đấu này có thể nói là cách đấu này được gọi là cách đấu song song. Song song của hai đường dây đèn nối tiếp với nhau. Chúng ta cũng đấu chập hai dây này lại với nhau. Sau khi đấu chập sau khi đấu chập thì mình được hai đầu đây, một đầu chập của hai đầu lại, đây cũng một đầu chập là hai đầu lại, và các bạn đến nguyên như vậy. Tiếp tục là đến cái lượt bên trái tim nữa này, các bạn cũng làm tương tự như vậy, cũng hai đầu đấu chập lại với nhau. Cái đầu này nó hơi ngắn nên có thể là chúng ta đấu rất là khó khăn. Đây, mình đã có chập lại. Còn cái đầu mà đầu tiên đây này, hai cái đầu này, nó bao gồm cả cái bóng bóng thừa này này. Đây, bóng thừa đây. Các bạn cũng đừng quan tâm bóng thừa, cứ để nguyên như vậy. Và cũng lấy cái đầu cuối của cái phần bóng thừa đây, đấu chập lại cái đầu kia.
sau khi đấu xong. Sau khi đấu xong các bạn chuẩn bị các cái đầu mà các cái đoạn dây mà lúc nãy mình vừa bảo cắt từ cái đoạn kia đấy, khoảng tầm 4-50 phân dây thẳng này. Các bạn lại đấu với cái đầu với bốn cái đầu lúc nãy ta vừa mới chập lại với nhau đây. Đấy, một đầu này, hai đầu, ba đầu và bốn đầu. Nối bốn đoạn dây 40 phân hoặc đến 50 phân là 50 cm đấy. Nối thẳng vào với bốn đầu này lại với nhau. Các bạn nối lại. Có nghĩa là chúng ta nối dài ra đấy. Nối dài những cái điểm chúng ta vừa nối xong. Đây, mình được một đầu. Tiếp tục đầu thứ hai. Nếu các bạn muốn an toàn tuyệt đối 100% thì các bạn bọc lại cái phần chúng ta nối ấy. Bọc băng dính hoặc là bọc bằng giấy cách điện hay cái gì cũng được. Nhưng mình thì không quan trọng. Lát là chúng ta sẽ cho nó chìm xuống dưới nên mình cũng không cần lắm. Nên mình sẽ không tiến hành bọc nó lại mà để nguyên như vậy luôn. Ok, đấu được 2 dây. Đây là mình đấu 2 cái dây ở bên trái tim nữa thôi. Nối 2 cái dây bên trái tim nữa trước. Và bây giờ các bạn sẽ đưa cái dây bên trái tim nữa này, 2 cái dây chúng ta vừa đấu bên trái tim nữa này nhá, cho nó đi xuyên qua cái thành này, này của trái tim nguyên để sang đây. Lát là chúng ta sẽ thâu một hốc đây cho lại đằng sau, để ta để cái bộ điều khiển nằm đằng sau. Thì chúng ta đã gắn kín như thế này rồi, thì cần thiết chúng ta bẻ đi một cái tăm, không quan trọng, bẻ đi để cho cái dây này đi qua đấy. Đấy, mình đã bẻ đi một que đây đấy, để đủ lọt được 2 cái dây này sang là ok rồi. Đấy, thế là đã sang rồi ạ. Sau đó chúng ta sẽ xuyên một cái lỗ đằng sau đây. Theo như mình thì mình sẽ xuyên đúng ngay ở điểm giữa cái trái tim. Đây, điểm giữa là đây, xuống đây. Còn các bạn có thể xuyên bất cứ chỗ nào cũng được, miễn sao cho nó dây nó lại sau để lát là chúng ta đấu cái đã xong. Lát chúng ta đấu vào cái bộ điều khiển tạo nháy cho nó. Ta đưa lại sau. Đấy. Như vậy là mình đã xuyên được 2 dây của bên cái trái tim nữa. Thì các bạn thắt nút của 2 dây lại với nhau để lát nó không bị nhầm lẫn giữa 2 dây với nhau, 2 dàn với nhau. Xong. Tương tự như cái trái tim nữa chúng ta vừa làm. Chúng ta nối dài cái trái tim nguyên ra cũng tương tự như vậy. Và cũng thắt nút và cũng đưa lại đằng sau. Chúng ta cũng đấu cái đầu này, đầu trên đầu dưới đấu lại với nhau, sau đó ta nối dài vào cái dây này cho lại phía sau. Đây, sau khi mình đấu xong là nó được như thế này, có 2 cái đầu ra đây, à 4 đầu ra. 4 đầu ra của 2 dàn đèn nháy xanh và tím. Đấy. Sau khi đấu xong thì bây giờ mình sẽ đặt cái trái tim vào trong đây. Trái tim vào trong đây.
thì muốn đặt trái tim vào đây nó đứng thẳng thì chúng ta hãy vén cái dây điện lên. Các bạn vén cẩn thận cho nó ra đúng rìa. Sau đó lựa cho trái tim nằm vào trong. Sao cho cân. Cân đúng điểm như cái điểm các bạn cứ nghĩ, như mình làm là như thế này. Đây là cân rồi. Chúng ta dùng keo 52 chúng ta dán cả cái khối này. Nó cố định đun vào trong cái trái tim lớn này nhá. Ok, thì bây giờ trái tim đã nằm vào trong trái tim lớn. Sau đó thì khéo léo chúng ta nhẹ nhàng ta nhét cái dây điện xuống vào cái kẽ của cái trái tim này. Dây điện này nó nhiều nhưng mà thực nhìn thì nó loạn mắt thật, nhưng mà thực ra thì nó cũng không có gì là phức tạp lắm đâu. Nó là nối tiếp giữa cái bóng này và bóng kia với nhau thôi. Chúng ta nhét nó xuống. Tiếp tục đến cái phần cái hoa hồng. Chúng ta cũng tương tự thôi. Cũng vén tất cả cái dây điện này lên sang hai bên rìa và đặt bông hoa hồng vào. Đó. Bông hoa hồng này cũng vén lên. Khá là lằng nhằng đấy các bạn. Làm cái này thì khá là lằng nhằng. Còn lát nó làm xong các bạn thấy là có thể làm đơn giản hơn một cách rất nhiều. Nhưng mà chắc chắn là nó sẽ không có bo hồng và không có trái tim nhỏ nhỏ nữa rồi. Thì nó đơn giản hơn rất là nhiều. Sau khi thời gian mình đã để được cái trái tim và cái bông hồng vào vị trí của nó rồi, và những cái dây điện này này, thì các bạn nhét cho nó xung quanh nó gọn gàng lại. Kể cả những cái phần bóng thừa của bên đây này, đây mình đã để xuống, các bạn cho nó xuống dưới luôn, xuống dưới xung quanh luôn. Đây mình đang để mình bóng thừa dưới đây à. Còn phần bên đây cũng thế, các bạn nhét dây điện làm sao nó nằm dưới bóng đèn này, chứ đừng để cái dây điện nó nhô lên cao hơn cái bóng đèn này. Và nếu các bạn cố định những cái dây điện này khó khăn thì các bạn có thể lấy cái giấy ăn hoặc là bất cứ một thứ gì keo, các bạn dán cái dây điện nó nằm xuống dưới cái đầu bóng này này. Đấy. Sau khi xong rồi bây giờ chúng ta tiến hành đấu bộ điều khiển trước đi nha. À, cái phần này là phần 1 mình vẫn chưa nói cho các bạn này. Cái phần dưới này nó cũng sẽ nhọn giống như thế này. Đấy, các bạn có thể để nguyên cũng được, mà các bạn có thể dùng kéo cắt đi một viền cái đầu nhọn này để khi chúng ta cầm vào nó không bị đau tay. Đấy, cái đau tăm nhọn này nó đâm vào tay cũng đau. Đấy, như mình đã cắt sẵn đây. Mình vẫn để thừa một viền thế cho nó đẹp, thẩm mỹ. Sau đây chúng ta sẽ tiến hành đấu dây. Đấu dây thì đây, như lúc nãy mình bảo các bạn là đấu thành hai cặp. Đây, mình đã đấu thành hai cặp đây. Có hai nốt đây. Và trong cái này các bạn chỉ cần sử dụng một bộ thôi. Một bộ điều khiển thôi, không cần phải hai bộ. Nó vẫn có thể điều khiển được. Thì sau đây các bạn lựa cái bộ này ra. Thì bao gồm có 4 dây. Có 2 dây không có gì và 2 dây có đèn. Bây giờ hai cái dây không có gì thì các bạn gộp nó lại thành 1. Gộp nó thành 1. Chúng ta sẽ lột vỏ đi. Chúng ta xoắn lại đấy. Nó thành 1 này. Vì 2 dây này ở thực chất thì nó bên trong nó cùng một pha. Đấy, là hai cái dây trắng mà khi nãy chúng ta tháo ra đây, nó là hai dây này, nó nối vào đây đấy, vào đây nó đi cùng một pha, nó là pha mát, cứ tạm gọi là như vậy đi. Còn phần bóng này chúng ta sẽ lột vỏ đây để nguyên, bóng này riêng lẻ ra, bóng này cũng riêng lẻ ra, đấy, sau đó các bạn là từ từ để mình nói lại. Cái phần bóng này các bạn đừng có để cái bóng này, cắt bóng này đi luôn nha. Chẳng qua mình để mình đánh dấu thôi. Đây. Sau đó các bạn lột vỏ luôn. Để nguyên nó sẽ không đấu vào cái gì hết. Phần bóng bên đây cũng vậy. Chúng ta cũng cắt nó đi. Vứt cái bóng nó luôn. Cũng lột vỏ ra. Vị trí bây giờ mình sau khi mình đấu mình có 2 dây gộp lại với nhau và 2 dây riêng lẻ. Thì sau đây chúng ta bắt đầu
kết hợp giữa với cái trái tim này. Trái tim này có hai đầu, các bạn chú ý cái đoạn này nhé. Trái tim hai đầu này, lúc nãy mình bảo thắt nút, đây là trái tim nguyên, đây là trái tim nữ, bao gồm có hai đầu. Các bạn lấy một dây của trái tim nguyên này, mình lấy mà kéo mình cắt ra luôn cho dễ hiểu nhá. Một dây này và một dây của trái tim nữ này, cắt ra. Đây là có hai dây đây. Đây bao gồm một dây của trái tim nguyên và một dây của trái tim nữ. Chúng ta đấu lại với nhau. Lột vỏ ra hai dây này. Lột vỏ ra sau rồi chúng ta đấu gộp lại với nhau. Còn lại hai dây. Hai dây lúc nãy ta chưa cắt là của một trái tim nguyên và của một trái tim nữ. Chúng ta cắt hai dây này ra, cắt ngắn bằng cái lúc nãy ta vừa cắt ấy. Đấy. Và để nguyên như vậy, lột vỏ hai cái để nguyên như vậy, không đấu trùng lại với nhau nha. Nếu là không đấu trùng lại với nhau. Để riêng lẻ ra. Như vậy bây giờ mình sẽ đưa lên gần cho các bạn dễ quan sát nha. Hai dây mình đấu gộp lại với nhau. Đây. Nó bao gồm một cái dây của trái tim nguyên và một cái dây của trái tim nữ. Còn hai dây còn lại không đấu gộp với nhau, cũng một dây của trái tim nguyên và một dây của trái tim nữ. Bây giờ chúng ta tiến hành nối cái bộ này vào với cái trái tim này thì rất rõ ràng rồi. Đây bốn dây. Bốn dây hai gồm hai dây lẻ và một dây kép này. Đấy, hai dây lẻ đây, một dây kép. Trong bộ này cũng thế. Cũng hai dây lẻ và một dây kép đây. Thì cứ thế ta đấu lại với nhau thôi, lẻ đấu với lẻ, kép với kép. Hai dây đấu chung với nhau trên đây, đấu với hai dây đấu chung dưới đây. Chúng ta cứ tạm gọi nó là pha mát đi. Còn lại dưới trái tim còn hai dây lẻ, không đấu gộp ví gì cả. Và trên bộ điều khiển cũng hai dây lẻ. Chúng ta đấu bất kỳ hai dây này lại với nhau cũng được. Đây, một dây dưới trái tim này, một dây trên bộ này, đấu với nhau, dây nào cũng được, không quan trọng là phải dây nào cả. Đấu xong rồi các bạn có thể lấy băng dính, chúng ta băng dính cách điện là chúng ta bọc lại. Còn lại hai dây cuối cùng cũng đấu lại với nhau. Còn nếu các bạn thấy cái phần làm điện này nó lằng nhằng quá thì các bạn không nên mở cái dàn nhảy ra làm gì, để nguyên thế mà gắn vào cái trái tim cũng được. Nhưng mà cách thiết kế của mình là cho nó đảo. Đây mình sẽ mình để đây tạm thời như thế này để mình không bọc, lát mình bọc sau để đỡ mất thời gian chúng ta quay video. Đây bây giờ mình sẽ cắm vào thử cho các bạn test thử để xem cái trái tim này nó nháy theo kiểu như thế nào, có khác theo cái kiểu các bạn xem ở trên các cái dàn để nháy bình thường. Thì chắc chắn là nó sẽ khác rồi, tại vì mình thiết kế là nó đảo từ trái tim nguyên sang trái tim nữa. Bây giờ mình cắm thử. Lúc nãy mình đã test thử nhưng mà nó bị mất một nửa dàn bên đây, nó không sáng. Thì lý do tại sao nó không sáng, tại vì là cái đoạn mình nối này, mình nối lại nó không được chắc chắn nên nó đã bị hở. Bây giờ mình đã xử lý xong rồi, mình cắt video. Bây giờ mình nối lại video này, các bạn xem thử nha. Đây, nó là như thế này. Đây, một bên một tím, một bên một xanh. Lúc nãy nó có sáng còn nửa này. Bây giờ mình đã xử lý xong. Còn nếu trong video này có đoạn nào các bạn không hiểu, các bạn có thể để lại nhận xét bên dưới, mình sẽ hỗ trợ các bạn một cách nhiệt tình nhất. Sau khi đã sáng được như thế này rồi, chúng ta tiến hành bắt đầu là hoàn thiện chiếc trái tim. Gần như thế này là gần được khoảng 80% rồi. Hoàn thiện thì sao? Bây giờ mình cái bước hoàn thiện này mình sẽ cần các bạn sẽ chuẩn bị những đồ như sau. Và thứ nhất là cái dây kim tuyến này. Cái dây kim tuyến này thực chất cái lõi của dây kim tuyến này nó là bằng kẽm, các bạn có thể uốn thế nào cũng được đấy. Còn cái này các bạn có thể mua ở các cửa hàng đồ lưu niệm hoặc là tương tự như vậy, là họ có bán cái này, dây này đủ màu luôn. Thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn phải cần mua đó là cái dây kim tuyến tiếp, kim tuyến to này mà ta hay răng vào các cái cây thông, cây đào hoặc là cái cốt ngày Tết. Cái dây này bình thường thôi, dây bình thường thôi. Ở đây mình sẽ thiết kế cái dây kim tuyến này
mình sẽ thiết kế vào làm cái nền để che lấp cái phần dây điện này đi. Tôi đã thẩm mỹ trái tim bên này, cái nền mình sẽ dùng bằng cái nền màu hồng như thế này. Còn bên trong trái tim thế này mình sẽ dùng nền màu đỏ, bên trong màu hồng màu đỏ đấy. Thì đầu tiên các bạn hãy cắt cái dây của dây cung tín này ra thành từng đoạn khoảng tầm từ 1 đến 2 cm như thế này đấy. Bây giờ chúng ta sẽ phủ lên làm nền. Đây mình sẽ bỏ lên, các bạn dập cho nó bằng phẳng, sao cho đều tất cả cái vùng này. Các bạn cắt khoảng tầm 3 giây, 3 cái dây như vậy. Chúng ta làm nền cái trái tim. Xung quanh chúng ta sẽ làm màu hồng. Đây. Các bạn chú ý là cái nền này chúng ta không được bỏ lấp cái phần bóng đèn này nha. Cái phần bóng đèn này chúng ta phải cho nằm lên trên, không được lấp cái phần nền này lên bóng đèn. Đấy. Nó nằm dưới bóng đèn thôi, hoặc ngang bằng bóng đèn là được rồi, không cần phải lấp, vì khi lấp bóng đèn chúng ta sẽ không thấy được bóng đèn khi chúng ta thắp sáng lên. Đấy. Nên là mình đã phủ sơ qua cái phần này rồi. Tiếp tục cái trái tim bên đây, trái tim nữa này, chúng ta cũng lấp nguyên cái phần nền xung quanh là phần màu hồng, đơn giản thôi. Đây, ở đây mình làm đã bị thiếu. Bây giờ ta dùng cái dây này, ta dùng kéo, ta cắt cái phần này đi. Cắt ngắn từng phần này khoảng tầm 1cm đến 2cm là chúng ta đã được cái phần này. Thì ta lấy phủ phần này lại. Còn không, nếu các bạn thích thì để các cái đoạn như thế này cũng được. Ta phủ ở đây. Đấy. Nếu bạn nào mà ngại cắt thì có thể làm như thế cũng được. Một cái người ta nhìn nó không đều thôi. Không đều, không đẹp bằng khi ta cắt ra. Đấy, thế là phần nền mình đã làm xong, là mình sẽ thiết kế màu hồng.
Còn lại cái phần nền ở bên trong cái chiếc trái tim này, mình sẽ thiết kế nó là màu đỏ. Bên trong hoa hồng thế, cũng là màu đỏ. Thì cũng tương tự như vậy, các bạn cũng cắt từ cái dây kim tuyến ra thành 1 đến 2 cm như thế này, vụn như thế này. Chúng ta sẽ tô làm phần nền bên trong. Đây, các bạn bỏ vào là phần nền bên trong. Cứ để cho cái độ xốp của nó tự nhiên cho nó đẹp, chứ không nên gắn ép nó quá. Đấy, như thế. Tiếp tục bên trái tim cũng vậy, mình sẽ bỏ vào làm phần nền của trái tim, của bông hoa hồng. Hoa hồng là màu đỏ. Đấy. Thế coi như tạm thời là mình cứ làm như thế đi. Vì thời gian video nó không cho phép nên mình sẽ cắt gọn video từng đoạn một để mình ghép lại cho các bạn xem nó dễ dàng hơn. Còn mình sẽ làm chi tiết hơn đoạn này. Cái phần cuống và phần lá này mình sẽ làm nó là màu xanh. Thì màu xanh này mình sẽ cắt cái dây kim tuyến màu xanh bỏ vào. Đây, cái phần này. Còn phần này mình sẽ cắt nhỏ hơn nữa, cắt những cái này này nhỏ hơn nữa, chúng ta bỏ vào đây cho chi tiết hơn, nhìn nó vẫn đẹp hơn. Còn đây mình làm sơ qua để rút ngắn cái thời gian xem video của các bạn hơn. Tiếp theo bây giờ cái phần này nó là ngần trống, mình sẽ trang trí cho nó đúng theo ý nghĩa, theo cái trái tim bạn muốn tặng vào cái dịp nào cho người ấy. Ví dụ như ngày sinh nhật, các bạn có thể ghi ngày sinh nhật đây, hoặc là tên hai bạn cũng được. Nhưng ở đây mình thiết kế mình sẽ sử dụng là ngày mùng 8 tháng 3. Mùng 8 tháng 3 thì mình sử dụng bằng cái dây kim tuyến lúc đầu mình bảo các bạn cần chuẩn bị đây. Nó có sợi kẽm bên trong. Thì đây mình nền nó là màu hồng rồi. Thì mình sẽ sử dụng bằng màu trắng. Đây, màu trắng đây. Để viết lên chữ viên số mùng 8 tháng 3. Thì mùng 8 tháng 3 đây, các bạn là cái uốn thành cái số mùng 8 tháng 3 đây. Còn khoảng cách ở giữa mình làm trái tim nhỏ, các bạn có thể thấy cách uốn thì đơn giản thôi các bạn. Cái này nó uốn dễ, nó là cái thép cái kẽm mà. Muốn uốn số 3 ta cứ uốn thế này đây, vào đây cái ra số 3 liền đó mà. Các bạn muốn uốn thành chữ gì nó thành chữ đó, ngày gì nó ý nghĩa ngày đó. Nên số 3 mình ví dụ như thế đây. Thì bây giờ nếu các bạn đã uốn xong rồi, chúng ta chỉ việc đặt lên thôi. Ví dụ mùng 8 tháng 3 ta đặt mùng 8 thế này. Đấy. Ngăn ở giữa là cho trái tim nhỏ tiếp. Có nghĩa là dấu cách ấy. Tiếp tục là số 3. Nếu như 14 tháng 2 ta lại viết số 14 tháng 2 hoặc viết tên hai bạn cũng được. Không sao cả. Đấy. Rất rõ ràng là ngày 18 tháng 3 đúng không ạ? Sau đó nếu các bạn đã làm được cố định như thế này rồi, chúng ta bắt đầu gắn keo để cho các cái kim tuyến này nó được thành một khối ở đây, nó không bị rơi vãi ra ngoài. Thì gắn keo thì các bạn vẫn sử dụng bằng keo 502. Chúng ta nhỏ lên tất cả đây. Đây, cứ nhỏ lên bất kỳ như thế này để cho toàn bộ phần của trái tim nó dính lại mà không bị rơi vãi khi không may ta có lẽ lật ngược hoặc dựng đứng lên. Cứ để nguyên cả tâm thế rưới thoải mái hết khoảng tầm một hộp cũng được cho nó chắc. Trong phần cái video này mình hướng dẫn các bạn làm như thế này. Đối với các bạn có khi nhiều bạn cũng rất là khó khăn đấy,
thì mình hướng dẫn một cách đơn giản nhất. Nếu như mà không phù hơn nữa thì các bạn còn phải gắn tiền nhánh nó vào thêm một đàn nữa, vào hình cái pin này này, vào bông hồng này, và cái số 1883 này có thể gắn bằng tâm được chứ không thể làm bằng cái đó. Mình sẽ hướng dẫn một cách đơn giản nhất cho các bạn thôi. Như thế này gần như là được khoảng tầm là 99% rồi, còn những phần còn lại các bạn tự làm hoàn thiện. Ví dụ như cái phần đằng sau này gắn bằng cách điện cho nó đàng hoàng, rồi sau đó chúng ta đặt cái cục này lên đây, chúng ta gắn keo mình này cố định lại. Đấy, thì bây giờ mình cắm lại một lần cuối cùng thì để các bạn xem. Đến đây là gần như những cái thứ khác các bạn tự làm này nhé. Bây giờ nó nháy theo kiểu đảo đi đảo lại, đảo đi đảo lại giữa hai đèn với nhau. Thì mình ấn, chúng ta có thể chỉnh chế độ giống như trang như đèn nháy bình thường thôi. Bạn có thể thấy thì khi nó chạy nhanh nó sẽ đẹp hơn. Thì trong video cách hướng dẫn làm trái tim bằng tâm có sử dụng dàn đèn led thông thường như thế này, tổng hợp lại chúng ta dùng hết hai dàn đèn nhánh khoảng tầm 3 hộp tâm như thế này, khoảng tầm 3 keo lọ keo 52 giống như thế này, và khoảng tầm 5 dây kim tuyến như thế này. Dây kim tuyến mà chúng ta cắt làm nền này, 2 dây kim tuyến làm số 1883 này. Nếu trong video các bạn thấy video hữu ích, hãy like và chia sẻ cho bạn bè mình cùng biết. Và nếu các bạn còn không hiểu cái đoạn nào trong video, có thể để lại ở những cái bên dưới, mình sẽ hỗ trợ các bạn hiểu một cách tốt nhất, và liên kết qua Facebook hoặc YouTube. Xin cảm ơn các bạn đã xem video, chúc bạn có